Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Spin Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ chơi nốt tập cuối của Outlast 2 demo. Ok, chúng ta cùng chơi. Ở tập trước thì mình hét khá là nhiều bởi vì mình rất là sợ ma. Oh shit. Ui. Ôi vãi. Thả nó ra. Oh shit. Ok, chạy thôi. Chạy. Ui, như vậy. Đóng cửa. Ui, tối thế. Ui, vãi, ở đây có mấy người treo cổ này. Ui. Thôi. Vãi. Đừng có tìm người ta. Ui. Ui mày thế. Tưởng là soi đến đây rồi. Ôi, ôi. Cái gì này? Ôi rồi. Tay. Chạy. What the fuck? Chạy đâu bây giờ? Ôi lại về chỗ cũ à? Ôi what? Oh shit. Ôi anh ơi, tha cho em anh ơi. Anh ơi. Ui. Chết rồi, không chạy được nữa rồi. Tránh tao ra. Ôi. Damn it. Thôi nào. Trời ơi, chả thấy cái gì cả. À đủ. Chết mẹ rồi. Ôi. Ủa ở đây có ông treo cổ. Nào nào. Are you fucking kidding me? Đóng cửa. Tối vãi. Mon men. Ô, ngồi đây từ từ đã. Để lại sức đã. Thở hồng hộc này. Về vãi má. Chạy. Hình như mình lạc rồi hay sao ấy. Nó chạy vào ra vách núi này. Thôi tiện thể ngắm cảnh đã. Đẹp phải. Mày thế là không thấy mình. Oh shit. Tìm gần đến đây rồi. Ui, hai ba cái ánh đèn nó rọi ở đây này. Ôi, chạy. Lẹ lên. Đường ra lối nào đây? Chạy đúng một vòng đấy. Đường này đúng không? Cái what the fuck, chạy mình chạy đúng một vòng luôn này. Ơ à, đúng mẹ rồi. Rồi cái nhà hàng kia, thôi xong mình chạy đúng một vòng rồi.
Cha mệt. Mày chạy thẳng đường to luôn, sao phải sợ. Chúng mày tuổi tí. Ta lại ngồi ta hồi sức. Như vậy. À pin pin pin. Ra lối nào? Oh shit. Ui thôi xong rồi. Oh 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 motherfucker. Đằng kia quá. Đúng rồi, đúng là này rồi. Chạy nhanh, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ui nó đánh tôi. Thấy chưa? Ô vẫn còn à? Đù. Lẹ 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 lẹ. Ui thằng này. What the fuck? Nhanh lên. Ôi rồi, nhanh lên mày. Ôi rồi thôi xong. Ngã rất kính tập 2. Ui. Oh what the fuck. Ui. Đứt cu luôn. Vãi đứt cu luôn. Shit. Ok, như vậy là chúng ta đã chơi xong Outlast 2 demo. Nếu các bạn thích video này hãy like và subscribe và share video này để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở series Outlast 1. Xin chào tất cả các bạn.